Thủy Tiên đã quay trở lại, Thủy Tiên comes back. Sau một thời gian im lặng thì bây giờ Thủy Tiên đã quay lại. Không biết là trong thời gian vừa rồi Thủy Tiên đi đâu mà coi trên TV thấy Thủy Tiên comes back, rồi Thủy Tiên return, rồi Thủy Tiên nói chung là tùm lum hết. Trong thời gian vừa qua thì Thủy Tiên phải có một thời gian lắng lại để chuẩn bị cho cái movie clip mới và cái album mới của mình. Sau đúng một năm ngày phát hành Ngôi Nhà Hạnh Phúc, một năm là thời gian cũng khá là đủ dài và đủ cái thời gian để chuẩn bị cho một album mới phát hành được tốt hơn và hoàn hảo hơn. Thành Nhân có đọc được trên mạng là Thủy Tiên với lại người yêu của mình là Công Vinh là có xây một cái cầu ở Hà Nội. Cái cầu đó tên là Công Vinh Thủy Tiên luôn, phải không? Thủy Tiên có ngại chia sẻ vấn đề này với Thành Nhân và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không? Không, cái cầu đấy thì ở rừng U Minh. Thì thực ra ban đầu Tiên cũng rất là ngại là không có muốn công bố chuyện này, nhưng mà tại vì cái lúc mà Tiên làm thì những người thân xung quanh Tiên biết và có nói là nên chia sẻ với tất cả mọi người, nhắc nhở mọi người là cùng chung tay góp sức vì người nghèo. Chứ thực ra bản thân Tiên thì cũng không có muốn phô trương gì lắm, tại vì cái việc này thì mình với Vinh làm cũng rất là thầm lặng thôi. Ai biểu yêu cầu thủ bóng đá chi cho bị chú ý rồi. Không tin nào thì cũng phải lên mạng thôi. Bây giờ thì Thủy Tiên đã quay trở lại. Tại sao trong cái clip mà Thủy Tiên làm á, là Thành Nhân có thấy là Thủy Tiên quay với lại Hứa Vĩ Văn, thì tại sao không phải là Công Vinh mà là Hứa Vĩ Văn? Thực ra Tiên và Vinh đều có những cái công việc khác nhau và Tiên thấy Văn rất là hợp với lại cái ý đồ và ý tưởng của cái movie clip này. Một cái ý tưởng, một cái anh chàng rất là lăng nhăng và chia tay cô nghĩa đó. Nếu mà Hứa Vĩ Văn ngoài đồ lăng nhăng cho nên không kia đi em giỡn thôi. Và khi mà chàng trai này hẹn cô người yêu cũ ra thì nghĩ là cô này chắc chắn là vẫn còn đắm đuối lắm, tại vì anh này vừa đẹp trai vừa lăng nhăng mà. Nhưng mà khi mà cô này vừa xuất hiện thì anh ấy ồ sao tươi thế, sao đẹp thế, phải không? Đúng rồi, đó là muốn quay lại, nhưng mà thực ra cô này rất là hững hờ, rất là thái độ rất là không thèm chảnh chẹ. Tại sao một thời gian đá mình rồi mình quay lại thì mình phải có một cái gì đó để cho người đó nhìn thấy là người đó cái thái độ đó là sai lầm. Thì thông điệp của video clip này là một cái cô gái mạnh mẽ, độc lập và tự tin và làm chủ cuộc sống mà không có bi lụy, không có khổ sở và tình cảm, cầm lên được thì mình bỏ xuống được.